Trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vâng, quý tín chủ tuổi Tân Hợi thân mến, người xưa có nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chiêu mời phúc hay họa, hết thảy đều là ở tâm của mình khởi lên. Và nếu không muốn hối hận về sau thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ, ắt sẽ thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp dự quả báo tới mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái về lộc lá đầy tay, ấy là do đức năng của người đó. Và theo tử vi học phương Đông đã tiết lộ, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm trong vận trình hung tinh trợ trực giáng xuống đầu con giáp này. Nhưng trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như quý tín chủ đón nhận được ba cơ hội vàng này thì vận mệnh sẽ thay đổi cuộc đời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Tân Hợi nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Ba cơ hội vàng đó là gì? Làm sao để giải hung hóa cát? Thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng. Tuổi Tân Hợi hay còn được gọi là khuyên dưỡng chi chư, hay còn được gọi là lợn nuôi nhốt. Năm sinh dương lịch từ 27 tháng 1 năm 1971 đến 14 tháng 2 năm 1971. Năm sinh âm lịch Tân Hợi, thiên can Tân, tương hợp Bính, tương hình Ất Đinh, địa chi Hợi, tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hành xung, dần thân Tỵ Hợi. Mệnh kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức, tương sinh thủy, thổ, tương khắc mộc, hỏa, con nhà Bạch Đế số phú quý xương con heo, tướng tinh con cọp. Cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Trời sinh người tuổi Tân Hợi, khuyên dưỡng chi chư là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, vì thế họ thường được nhiều phước lành, đi đến đâu làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số ngay từ khi mới sinh ra. Về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền. Ngay từ khi còn trẻ, nữ mệnh tuổi Tân Hợi đã nổi bật là những người thật thà ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi đa phần có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận, cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất Tân Hợi rất thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó chịu khó, có người kêu ca chán nản, tuổi Tân Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn thử thách. Thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của Tân Hợi chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp họ vượt qua khó khăn, nhờ vậy mà họ càng về sau, càng đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuổi Tân Hợi không thích tranh luận đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chí điều lành, bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, họ cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế, tuổi Tân Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Sự thật thà chân thành cũng giúp tuổi Tân Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu con giáp này cũng được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. Xét theo can chi, tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân Kim, địa chi là Hợi Thủy, can sinh chi, kim sinh thủy. Cuộc sống Tân Hợi tuy thời trẻ vất vả bôn ba chú định không dễ dàng, nhưng về sau nhờ thuộc tính can chi trong tính cách là sự kiên trì, bền bỉ nên gặt hái được không ít thành công. Nhưng họ cũng đầy ngoan cố dễ dẫn đến đôi lần thất bại, để từ đó mới rút ra kinh nghiệm, càng về sau càng phát triển. Tân Hợi sinh năm 1971, xét theo ngũ hành, thuộc mệnh kim là người có khí chất thanh tao, khác hẳn những người bình thường,
Họ muốn được nâng niu, được quý trọng. Những người mang mệnh thoa xuyến kim luôn mong muốn được tỏa sáng, trở thành tâm điểm tại những nơi mà họ xuất hiện, đồng thời họ cũng rất giàu chí tiến thủ, muốn được cống hiến và tạo lập công danh cho bản thân. Luận về cuộc đời, nữ tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Gia đạo được êm ấm, không xảy ra những xích mích hoặc rắc rối lớn nào, con cái được nuôi dưỡng tốt, về già được con cái báo hiếu. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi nữ mệnh, may mắn không có gì đáng lo ngại, chú ý ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, nếu có bệnh cũng sẽ gặp được thầy tốt, thuốc tốt và nhanh khỏe lại. Đặc biệt, tài vận của người tuổi Tân Hợi nữ mệnh rất hanh thông, tuy nhiên không phải ai cũng giàu có ngay từ khi còn trẻ tuổi, nguyên nhân là vì khi còn trẻ, Tân Hợi chưa thực sự chín chắn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, về sau Tân Hợi bắt đầu biết cởi mở hơn và xây dựng quan hệ với mọi người. Với bản tính chân thành của mình, họ được nhiều người yêu mến nên cuộc sống có vất vả ra sao, nhưng bên cạnh tuổi Tân Hợi luôn có quý nhân phù trợ, vì vậy họ có thể vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Về sự nghiệp, dù tận hưởng nhiều may mắn, nhưng tuổi Tân Hợi nữ mệnh cũng giống như những con giáp khác cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, hay thậm chí cũng có lúc lâm vào cảnh bế tắc khiến cuộc sống không thể thăng tiến. Thế nhưng, quý Hợi luôn giữ quan điểm trong cái rủi có cái may, dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn, chỉ cần xác định được mục tiêu rõ ràng. Tân Hợi chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi đáng nể khi bước vào giai đoạn trung niên. Đây là thời điểm hoàng kim nhất trong cuộc đời bạn từ sự nghiệp, hôn nhân, tài vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Về hậu vận, Tân Hợi nữ mệnh sẽ có cuộc sống an nhàn và sung túc, đầy đủ. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Tân Hợi trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Tân Hợi, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp giáp bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít chịu tác động từ bên ngoài, sống vui vẻ hay buồn bực, tự do bản thân định đoạt. Xét về địa chi, Hợi gặp thìn bình hòa, báo hiệu một năm khá thuận lợi, có không ít quý nhân phù trợ. Xét về ngũ hành, đương số mệnh kim, gặp năm hỏa bị khắc chế, tiền bạc có mất mát, gia đạo bất ổn, đa phần phải suy tư nhiều cho con cái. Tiểu kết, vận khí của nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971, trong năm 2024, nhìn chung ít biến động bất lợi, mọi thứ diễn ra bình hòa, mưu sự cũng có quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên tiền bạc có phần thất thoát ngoài dự tính, gia đạo dễ có xung đột, cần cư xử khéo léo, dĩ hòa vi quý để mọi sự được bình an thuận lợi quý chị nhé. Thứ hai, xem tử vi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng, theo sao hạn. Sao thủy diệu, thủy tinh là phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 chủ về tài lộc hỉ. Năm nay Tân Hợi nữ mạng cũng là người mang được rất nhiều tài lộc về nhà, ảnh hưởng của sao thủy diệu đến cuộc sống của bạn. Đối với công danh khi gặp sao này, nhiều người thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Xét về tiền bạc, tài sản, đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân tài bảo. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ, không nên đi sông biển. Đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi lời tiếng thị phi, đàm tiếu, sao thủy diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thủy diệu như sau. Thủy diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tàn khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà quên. Năm 2024, tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp sao thủy tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh sự nghiệp, giúp mệnh chủ thăng tiến được trọng dụng mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ra thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ, gia đạo bình an hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số gặp sao thủy diệu chiếu mệnh là tốt, nhưng vẫn sẽ dễ gặp phải một số thị phi rắc rối nho nhỏ, khó tránh khỏi như khẩu thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với tài vận người gặp thủy diệu tinh chiếu, nên chú ý hành thiện tích đức. Có như vậy, công sức mới bền, bù lại các năm sao hạn tránh được tai ương, mệnh chủ cũng nên tránh qua sông, qua đò hạn chế đường biển.
nữ giới lại càng phải thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh điều thị phi tranh cãi không cần thiết. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Tân Hợi theo niên hạn là toán tận. Hạn toán tận là một trong 8 niên hạn chiếu mệnh hàng năm, lặp lại trong cuộc đời mỗi con người theo một chu kỳ nhất định, ứng với các nhóm tuổi nhất định. Trong 8 niên hạn thì toán tận là đại hạn chủ về tiền bạc, tài sản, hạn này thường đến bất thình lình và ảnh hưởng nặng đến với nam giới. Viết về tính chất của hạn toán tận trong dân gian, vẫn lưu truyền 4 câu thơ lục bát sau. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gửi tay bay, văn thơ khẩu thiệt tốn tài ốm đau. Như vậy, toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó, nếu như người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất thình lình ở đây có thể là bị mất tiền của, dễ xảy ra tình trạng bị cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên đường, nhẹ thì chỉ mất tiền của, nặng thì có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng. Hay hùn hạp làm ăn dễ bị thua lỗ nặng, khiến công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nặng có thể mất trắng lâm vào cảnh tán gia bại sản, dễ xảy ra những tai nạn bất ngờ, đặc biệt là đối với nam giới, đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc bị tai biến đột quỵ. Năm 2024, nữ mệnh tuổi Tân Hợi gặp hạn này sẽ nhẹ hơn, nhưng cũng cần lưu tâm để ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tiểu kết, các tinh thủy diệu xuất hiện mở ra nhiều cơ hội phát triển cho con giáp này, các mối nhân duyên tốt đẹp mang tới cho bạn những mối làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, trong năm còn cần chú ý hơn tới sức khỏe, đi lại cẩn thận kẻo vấp ngã tai nạn xe cộ. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Năm 2024, những người tuổi Tân Hợi nữ mệnh gặp vận niên, hầu thực quả. Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả, năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều như mong muốn. Có những việc làm bị ách tắc từ thời hạn trước thì đến nay lại gặp được thời cơ xử lý dứt điểm. Đường sự nghiệp như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị gây khó dễ, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, thi tuyển sẽ đoạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng ghen gió. Bởi vậy, năm này bản mệnh nên giữ gìn mình cẩn trọng và thủy chung. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Tân Hợi nữ mạng, theo tuổi âm. Hạn tam tai năm 2024. Tuổi Tân Hợi không phạm tam tai, vận trình năm này càng thăng hoa, công việc mở mang mà không gặp nhiều quá trắc trở, tiền bạc đầu tư lớn hứa hẹn thu lợi nhuận cao. Hạn kim lâu năm 2024. Tuổi Tân Hợi không phạm kim lâu là tuổi đẹp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà, nếu ai đang cô đơn lẻ bóng có thể cưới hỏi trong năm cũng thuận. Hạn hoang ốc năm 2024. Tuổi Tân Hợi phạm hoang ốc, không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024 đương số chỉ phạm duy nhất hạn hoang ốc, hạn này chủ yếu ảnh hưởng tới ý định xây sửa, mua bán nhà cửa. Theo đó, bản mệnh không thích hợp để đứng ra tiến hành những việc nhà cửa đó, nếu vẫn muốn tiến hành thì nên làm thủ tục mượn tuổi để giảm bớt xui khí. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng trải qua một năm đại hạn của cuộc đời là 53 tuổi chắc hẳn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Và rất may mắn khi mà năm 2024 Giáp Thìn sẽ là một năm mà tuổi Tân Hợi nữ mệnh có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ đã bị mất mát trước đó. Trong năm này đương số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh. Do có các tinh phù trợ, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Sở dĩ nói năm 2024 là một năm may mắn dành cho Tân Hợi, khi mà năm 2024 Tân Hợi gặp bố cục thiên hòa địa hòa, cả thiên và địa đều hòa hợp với tuổi Tân Hợi, lại có thêm các tinh thủy diệu cao chiếu, giúp bản mệnh có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống, cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên, Tân Hợi cũng đón nhận một phần áp lực và trách nhiệm vô cùng nặng nề, nếu không chú tâm bản mệnh rất khó có thể gánh vác, đôi lúc con giáp này còn muốn bỏ cuộc giữa chừng. Cụ thể, xét trên từng phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp tuổi Tân Hợi, nữ mạng, năm 2024. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mệnh, năm 2024 có thực thần, sinh tài ngũ ý đại phúc đại quý. Bạn là người có mối quan hệ xã giao tốt, cách hành xử ổn định chính trực,
nên dễ dàng có quý nhân giúp đỡ. Làm việc tận tụy chi tiết, công việc được giao không bao giờ làm qua quýt, lãnh đạo trọng dụng, bản thân lại là người mưu lược nên có điểm được cất nhắc lên vị trí mới, giao trọng trách mới. Với những kinh nghiệm, năng lực cá nhân và cả các mối quan hệ sẵn có, bản mệnh có thể sớm đạt được mục đích của mình. Thậm chí mọi thứ vẫn còn tiềm năng phát triển hơn nữa, đem về cho bạn nhiều danh vọng và tiền tài khả quan. Dù hiện tại đang nắm chức vụ nào, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm nhường để có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn, hạn chế rước họa tiểu nhân do ghen ghét và đố kỵ, việc gì cũng tự nên đưa ra quyết định, chớ nên vội tin lời nịnh bợ của người ngoài. Về mặt tài lộc 2024, tài vận của người tuổi Tân Hợi nữ mệnh an theo sự nghiệp nên được coi là rực rỡ, bố cục thực thần sinh tài, lại có các tinh mộc đức cao chiếu. Từ lý luận thực thần thì những tuổi có thực thần sinh tài là người giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt và khả năng thích ứng tốt nên công việc tiến triển thuận lợi, bổng lộc dư giả. Thêm vào đó, nữ mệnh tuổi Tân Hợi năm 2024 cũng có thêm nhiều khoản thu nhập nên về tiền bạc và các vấn đề đầu tư. Người tuổi Tân Hợi luôn có kế hoạch và phương án xử trí rõ ràng, nhanh gọn, bạn còn giúp lãnh đạo tiết kiệm khá nhiều chi phí tiêu dùng. Vận trình tài lộc của người này phát triển theo hướng ổn định, vững vàng, không phải kiểu giàu sổi làm giàu nhanh chóng, nhờ đó mà cuộc sống thêm phần thoải mái trong chi phí sinh hoạt. Việc đầu tư, kinh doanh cũng không cần quá lao tâm khổ tứ vẫn có lợi nhuận đổ về, bạn chỉ cần bỏ công sức thì ắt sẽ thu được thành quả xứng đáng. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp thấy rõ, dưới sự tác động tích cực của cục diện thiên hòa địa hòa, người tuổi Tân Hợi được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận nhiều tin vui liên tiếp, người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn thách thức mà cuộc sống đã đặt ra. Gia đình bạn chính là tấm gương đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe của Tân Hợi nữ mệnh trong năm 2024 này lại có dấu hiệu đi xuống, căng thẳng áp lực chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Con giáp này cần nghỉ ngơi, tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt, hãy ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao, thư giãn để nâng cao sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của mình quý vị nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Tân Hợi, sinh năm 1971. Cách hóa giải và tăng cát khí của sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ mạng. Khi gặp sao này, các chị có thể có trang sức màu xanh lá như phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh, linh thú khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi trời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm nặng. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hồn hạp góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tiếp theo sau đây,
Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mẹo phong thủy rất đơn giản, giúp các chị có một năm mới may mắn, gia tăng tiền bạc, tài lộc. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! Âm thầm đặt phong bao lì xì vào hũ gạo, cả năm thần tài phù hộ sớm giàu sang phú quý. Như chúng ta đã biết, Việt Nam là đất nước nông nghiệp, từ ngàn đời chúng ta đã nêu cao tinh thần văn hóa lúa nước. Gạo là thứ tinh hoa mà trời đất đã ban tặng cho dân tộc ta từ xa xưa đến nay. Do đó, hũ gạo chính là một vật dụng quá quen thuộc đối với cuộc sống của mỗi gia đình. Không chỉ dừng lại ở đây, hũ gạo trong phong thủy còn là biểu tượng của sự đủ đầy ấm no, sự giàu có về của cải và sức khỏe. Hũ gạo phong thủy thường được làm từ chất liệu sành, sứ hoặc gỗ, theo ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ. Gạo được sinh ra từ đất nên mang hành thổ, hũ gạo được làm từ sành, sứ tức thổ, còn làm từ gỗ, tức mộc, mộc sinh hỏa sẽ làm lợi cho thổ. Qua đó con đường thăng tiến trở nên hanh thông, thu hút thật nhiều may mắn, tài chính thịnh vượng, sức khỏe dồi dào đến với gia chủ. Còn thổ, thổ của ngũ hành kết hợp với gạo sẽ giúp thổ trở nên mạnh mẽ hơn, thu hút nhiều điều may mắn. Phong tục ngày xưa các cụ cho rằng, trước khi đổ gạo vào hũ thì nên đặt vào trong hũ gạo một phong bì đỏ, bên trong đó nhét tiền mặt, sau đó đổ gạo lên trên bao này, phần gạo ở trên sẽ giúp giữ được tiền tài ra ít vào nhiều. Theo ông bà xưa thì ngoài việc đặt bao lì xì dưới đáy của hũ gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng cách trùng một miếng vải đỏ lên nắp hũ gạo, phương pháp này cũng giúp gia chủ thu hút nhiều tài lộc. Ngoài ra, vào dịp đầu năm mới, dù cho gia cảnh có nghèo khó đến như thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng đổ đầy gạo trong hũ để sang năm mới tiền bạc đầy nhà, không lo thiếu thốn. Không chỉ vậy, hũ để đựng gạo tốt nhất nên được làm bằng sành, sứ, vì chúng thuộc hành thổ nên sẽ góp phần giúp con đường công danh sự nghiệp của gia chủ ngày càng thăng tiến. Nếu là người làm ăn buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt, hoặc chúng ta cũng có thể đựng gạo bằng thùng gỗ, nó cũng góp phần mang nhiều tài lộc vào nhà. Nên hạn chế đựng gạo trong thùng nhựa vì các hợp chất có trong nhựa có thể gây hại đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Khi dùng gạo trong hũ, tuyệt đối đừng để đến khi cạn sạch mới cho gạo mới vào. Vì như đã nói ở trên, hũ gạo tượng trưng cho tài sản trong gia đình của bạn, nên nếu để nó cạn sạch thì tiền bạc trong nhà cũng sẽ gặp vấn đề. Do đó, khi gạo trong hũ còn một nửa thì hãy thêm gạo mới vào để bổ sung tài lộc cho gia đình quý anh chị nhé. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Tân Hợi nữ mệnh trong năm 2024 này. Cuộc sống đôi khi mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội, nhưng không bao giờ bày sẵn trước mặt ta và chẳng ai nói cho ta biết. Vậy nên, chúng ta đừng chờ đợi thời cơ đến, mà hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội cho riêng mình. Một người thành công sẽ không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình, mà tất nhiên họ sẽ xông pha tìm kiếm nó, họ thích sự tươi mới. Họ muốn đốt cháy nguồn năng lượng sức trẻ của mình trong hành trình tìm kiếm những cơ hội, dẫu biết rằng nó sẽ rất chông gai, nhiều khó khăn thử thách. Chính vì thế, để đạt được sự thành công, bạn cần phải năng động, linh hoạt, chủ động trong tư duy và hành động. Hãy học cách nắm bắt những nhu cầu của xã hội, chịu khó tìm tòi, khai thác, nghiên cứu những vấn đề mang tính thực tiễn, có liên quan đến những mục đích ước mơ hoài bão mà bạn hướng đến. Tự tạo cơ hội cho mình là bạn đang chứng tỏ mình là một người thủ lĩnh, có tư chất của một người thành công. Bạn đủ sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt trước những khó khăn của công việc. Đừng ngồi chờ cơ hội tìm đến, hãy tự mình biết nhảy ra mà vồ lấy cơ hội. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.